Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với ứng dụng Base eHiring. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chức năng báo cáo của Hiring và đây cũng là video cuối cùng trong chuỗi các video về khóa học Hiring. Trong nội dung của khóa học ngày hôm nay tôi sẽ có 3 nội dung chính muốn nhấn mạnh với các anh chị. Thứ nhất, đó là báo cáo về thời gian xử lý CV trong từng bước của một team tuyển dụng. Thứ hai, đó là báo cáo về hiệu quả làm việc của những chuyên viên tuyển dụng. Thứ ba, đó là báo cáo nguồn ứng viên đến từ các job site của bên thứ ba, đâu là hiệu quả nhất. Để có thể tìm hiểu chi tiết về báo cáo, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào phần mềm. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao diện của báo cáo trên hệ thống Hiring. Trên Hiring sẽ có hai báo cáo chính. Báo cáo thứ nhất, đó là báo cáo theo từng team tuyển dụng. Và báo cáo số 2, đó là báo cáo toàn bộ hệ thống. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào team tuyển dụng này. Đây là giao diện tất cả các CV trên phần mềm của team tuyển dụng này. Và có một số câu hỏi sẽ dành cho anh chị. Thứ nhất, làm sao chúng ta có thể biết được rằng là cái quá trình xử lý CV hoặc là quá trình trong từng bước này diễn ra trong bao lâu? Và làm sao giúp anh chị có thể đo lường được là ở đây bạn nhân viên tuyển dụng nào đang tuyển được nhiều ứng viên nhất? Và làm sao chúng ta có thể biết được là CV mang về từ nguồn Vietnam Work hay là nguồn tìm việc nhanh là tối ưu hơn? Và bên nào mang về nhiều CV hơn cho chúng ta? Thì tất cả các câu hỏi đó sẽ được trả lời trong phần báo cáo. Khi vô báo cáo thì các anh chị cần chọn đúng cái giai đoạn thời gian mà chúng ta cần xem, để tôi sẽ xem trong vòng 2 năm. Đây là giao diện báo cáo. Nhìn từ trên xuống dưới thì nó sẽ hiển thị là ứng viên ứng tuyển mới này, số lượng phỏng vấn diễn ra này, và bao nhiêu người vào offer, bao nhiêu người bị reject này. Rồi, đây là những thông tin cơ bản thôi. Chúng ta sẽ kéo xuống phần dưới này luôn. State overall. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn và đọc là có 31 ứng viên ứng tuyển vào ở bức CV apply. Và hiện tại là chỉ mới thuê được có 2 bạn thôi. Còn những bạn còn lại vẫn đang trong quá trình xử lý. Nhìn vào đây là chúng ta có thể biết được là tỷ lệ chuyển đổi của CV bên trong quy trình này là bao nhiêu. Tiếp theo, chúng ta có thể theo dõi được là trong từng bước bộ phận nhân sự đang tốn bao nhiêu thời gian trong những cái bước đó. Giả sử như bước screening CV này, mà bộ phận nhân sự hết 82 ngày để screening thì có vẻ là nó quá lâu. Thì từ các con số đây, chúng ta có thể đưa phản ánh cho bộ phận nhân sự và từ đó để bộ phận đó người ta nâng cao cái tỷ lệ screening CV hoặc là nâng cao cái thời gian mà người ta xử lý CV trong quy trình này. Tiếp theo, nguồn tin, nguồn ứng viên đổ về từ đâu là nhiều nhất. Trên giao diện này thì tôi có thể nhìn nhanh là Vietnam Work cho tôi 5 ứng viên, trong đó là 2 ứng viên đã ứng tuyển và 1 ứng viên đã bị reject đó. Thì tôi hoàn toàn có thể nhìn nhanh được mà biết được thông tin đó. Và trong quy trình này thì nguồn ứng viên nhiều nhất đến từ việc upload, có nghĩa là có thể là do các nhân viên tuyển dụng họ tìm được ứng viên từ bên ngoài và họ upload lên eHiring để xử lý. Đấy. Thì ở trong cái giao diện báo cáo này thì các anh chị có thể trả lời được câu hỏi là trang web tuyển dụng nào đang là trang web tốt nhất và mang ứng viên về nhiều nhất. Tiếp theo. Và cuối cùng trong cái view này, đó là báo cáo theo từng nhân sự. Chúng ta có thể biết là đây là mỗi một cái bạn mà phụ trách tuyển dụng của công ty. Thì câu hỏi là ở đây trong tháng vừa rồi ai là người tuyển được nhiều nhân sự nhất? Thì ví dụ như ở đây là bạn Trinh, bạn tuyển được 2 nhân sự và bạn đấy là người tuyển được nhiều nhân sự nhất trong công ty. Từ cái số liệu báo cáo này chúng ta có thể đưa ra được đánh giá vào cuối tháng để có thể trả lương cho từng nhân sự. Đây là báo cáo tổng quan của Hiring về từng team tuyển dụng. Anh chị hoàn toàn có thể tải báo cáo này về Excel và theo dõi báo cáo trên Excel để có thể đưa ra các số liệu đo lường cụ thể. Ví dụ như ở đây, đây là báo cáo theo team. Đây là những ứng viên đã được offer. Đây là những ứng viên đã được thuê, những ứng viên đã bị từ chối. Báo cáo theo từng thành viên tuyển dụng. Họ đã screen CV bao nhiêu cái CV trong tháng vừa rồi, đã interview bao nhiêu ứng viên. Đó, đây là các con số mà anh chị có thể tải Excel về và dùng các con số đây để tính ra lương cho từng nhân sự. Thứ nhất, đó là báo cáo theo từng team tuyển dụng. Tiếp theo, chúng ta sẽ theo dõi báo cáo toàn bộ của hệ thống tại mục báo cáo tuyển dụng General Reports. Phần report này thì đầu tiên anh chị sẽ chọn về thời gian. Lưu lại, anh chị thể xem báo cáo theo từng department hoặc là
có thể xem báo cáo tất cả các department ở đây, sau đó chọn generate thì nó sẽ ra các con số mà anh chị có thể đo lường. Cơ bản các số liệu của báo cáo tổng cũng sẽ giống báo cáo của từng tin đăng, nhưng ở đây chúng ta có thể xem được thêm một cái thông tin, đó là báo cáo theo từng tin tuyển dụng. Ở đây là có bao nhiêu tin, tin đấy có bao nhiêu người đã được thuê, bao nhiêu ứng viên tuyển mới, bao nhiêu người bị reject. Đấy, chúng ta có thể theo dõi ở đây, hoặc là chúng ta có thể theo dõi theo campaign, theo dõi theo nguồn ứng viên, ứng viên về từ nguồn nào, nhiều nhất là update này, sau đó thì mind work là nhiều thứ hai này, referral nhiều thứ ba, việt nam work nhiều thứ tư. Ví dụ như vậy chúng ta có thể đo lường ở đây tổng quan cả công ty. Khi mà chúng ta sử dụng rất là nhiều mạng tuyển dụng thì việc có một cái báo cáo để đưa ra quyết định đúng đắn hơn là một điều rất là quan trọng. Đó, thì đây là báo cáo theo từng nhân viên tuyển dụng, báo cáo thời gian tuyển dụng theo từng bước và tỷ lệ chuyển đổi. Đây, tỷ lệ chuyển đổi. Và đây là các cái tab trong hệ thống. Thì đó là tổng quan của báo cáo. Trong phần báo cáo này thì tôi muốn anh chị nhớ được 3 điểm. Điểm thứ nhất là e-hiring cho phép chúng ta đo lường thời gian xử lý CV trong từng bước, từ đó đưa ra hướng tối ưu, nâng cao trải nghiệm của ứng viên. Báo cáo số 2 là báo cáo theo từng TA, từng chuyên viên tuyển dụng để biết coi là họ tuyển được bao nhiêu ứng viên, họ có làm việc hiệu quả hay không. Và báo cáo số 3 đó là báo cáo theo từng gọi là job site bên thứ ba để coi là job site nào đang làm việc hiệu quả và mang nhiều CV nhất để cho công ty. Thì đó là 3 cái báo cáo mà tôi nghĩ rằng anh chị sẽ có thể quan tâm và có thể mang lại hiệu quả được cho anh chị. Và tất nhiên trên hệ thống cũng có thể xuất Excel để anh chị có thể đo lường và tính toán ngoài trên Excel. Trong quá trình sử dụng, nếu như anh chị có những câu hỏi và thắc mắc, anh chị có thể đặt câu hỏi cho đội hỗ trợ trực tuyến của Base tại đây. Và nếu có những câu hỏi thắc mắc nâng cao, anh chị có thể trao đổi trực tiếp với bạn hỗ trợ triển khai tại công ty của anh chị để có thể có những phương hướng và cách sử dụng hiệu quả. Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về chức năng báo cáo của Hiring, và đây cũng là thời điểm kết thúc của khóa học Hiring. Trước khi kết thúc khóa học, các anh chị hãy hoàn thành một số câu hỏi có ở dưới video này. Cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi và thực hiện các bài test ở dưới đây. Chúc anh chị có một ngày tốt lành.